Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, vì bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì nay tay tôi vừa nghe lời bài chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Chúa đã cứu độ tôi. Vì Chúa đã đoái nhìn đến thật hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi con phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nào đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung tay cánh tay thần lực dẹp tan những ai thần trí kiêu căng, người lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phật nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ân phước và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tới Chúa bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài, như Chúa đang phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.